Dù thừa tiền cũng đừng bao giờ đầu tư vào bốn loại bất động sản này. Đầu tư bất động sản mang lại lợi nhuận lớn, nhưng chỉ dành cho những người thông minh, có chiến lược, hiểu biết về thị trường và nhanh nhạy nắm bắt thời cơ. Còn ở mức tối thiểu, trước khi dấn thân vào thị trường này, nhà đầu tư cần biết những loại bất động sản nào nên loại ngay từ đầu khỏi danh sách mục rót vốn. Thứ nhất, loại bất động sản mà bạn không hiểu rõ. Hãy tìm hiểu mọi thứ có thể về bất động sản bạn đang định mua. Tại sao chủ nhà cần bán? Thị trường nhà ở tại khu vực đó có giá ra sao và tiềm năng phát triển như thế nào? Ngôi nhà đó có nằm trong quy hoạch nào hay không? Bạn có thể mua và cho thuê lại ngôi nhà đó với mức giá và lợi nhuận là bao nhiêu? Khi biết tất cả những điều đó, bạn có thể áp điều kiện của ngôi nhà vào các chiến lược phát triển tiếp theo của bản thân. Ví dụ, mua nhà cũ ở các thị trường có tiềm năng, sau đó sửa trang và bán lại, hay mua nhà đẹp tại các thị trường ổn định hơn để dễ cho thuê. Hãy tránh những ngôi nhà tại các chung cư có mức phí quản lý quá cao hoặc những vùng lân cận có giá tiêu dùng vượt quá tầm mà người thuê của bạn có thể trả. Thứ hai, loại bất động sản mà bạn thích nhưng không tạo ra lợi nhuận. Bạn yêu thích một căn nhà không có nghĩa là nó sẽ mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận hay thu nhập thụ động hàng tháng tốt. Hãy đặt sự cảm tính sang một bên và tính toán giá trị hiện tại và giá trị tương lai của căn nhà đó so với túi tiền và kỳ vọng của bạn trong một chiến lược đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn phù hợp. Nếu bạn mua một ngôi nhà chỉ vì thích nhưng nó lại có giá quá cao hoặc cần sửa chữa quá nhiều thì túi tiền của bạn sẽ bị đe dọa. Khi bạn không có quỹ dự phòng hoặc khả năng xây vòng vốn để sửa chữa hoặc thanh toán thế chấp, bạn sẽ lâm vào tình huống vô cùng khổ sở. Để rõ hơn về nguy cơ này, hãy nhìn hàng triệu người đang chật vật, xoay sở để đủ tiền thanh toán thế chấp hàng tháng trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Một trong những bài học lớn nhất mà đại dịch mang lại suốt 2 năm qua cho cả thế giới, đó là hãy luôn có nguồn tài chính dự trữ cho mọi trường hợp. Tiếp theo là loại bất động sản mà bạn không thể thoái vốn. Đừng mua những bất động sản kỳ lạ, độc đáo, bất thường. Chúng chỉ mang lại sự thỏa mãn cho những người thừa tiền. Còn với một nhà đầu tư bất động sản, một ngôi nhà thú vị vừa phải nhưng vẫn phải đảm bảo sự bình thường, truyền thống mới là lựa chọn tốt vì chúng có tính thanh khoản tốt hơn để giúp bạn thoái vốn khi bạn muốn. Hãy nhớ, nếu bất động sản mà bạn mua không giúp bạn kiếm tiền thì đó không phải là một khoản đầu tư tốt. Có nhiều chiến lược thoái vốn, thị trường có thể thay đổi trong tích tắc. Giá bán nhà có thể sụt giảm vào phút cuối trước khi ký hợp đồng do những yếu tố khách quan. Vì vậy, hãy nghĩ về mọi nguy cơ có thể xảy ra và tính toán xem bạn sẽ xoay sở với những tình huống này thế nào. Cuối cùng là loại bất động sản vượt quá khả năng tài chính của bạn. Nếu bạn muốn khởi sự đầu tư bất động sản mà không có nhiều tiền, bạn nên bắt đầu từ những hoạt động nhỏ nhất như thuê hoặc mua và cho thuê lại. Thay vì rút hết vốn liếng, lao theo những ngôi nhà quá xa xỉ và quá viển vông. Cụ thể, bạn có thể thuê một ngôi nhà lớn và cho thuê các phòng không dùng đến. Hay mua một ngôi nhà và chia nhỏ các không gian để vừa ở vừa cho thuê. Bạn cũng có thể hợp tác hay góp vốn
với những người có tài chính dư dả hơn để cùng mua một bất động sản. Tuy vậy, nếu đi theo con đường này, hãy đảm bảo hai bên có sự cam kết chặt chẽ bằng văn bản. Mọi người có thể đều là bạn bè trước khi giao dịch, nhưng không phải lúc nào cũng là bạn sau khi hợp tác. Vì vậy, thà mất lòng trước hơn được lòng sau. Hãy để mọi người cam kết được sự tôn trọng và tuân thủ một cách hòa bình trong sự bảo vệ của pháp luật. Chia sẻ của Nhân thì đến đây đã hết. Nhân xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nãy giờ đã dành một chút thời gian theo dõi video cũng như là theo dõi những chia sẻ của Nhân nhé. Cả nhà mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể là tiếp tục xem được những video sau. Những video sau thì Nhân sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái gì mà liên quan đến bất động sản. Đây, Nhân xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.